Cái này cái lá trung rồi nha các bạn. Cái này cái bệ đẹp lắm. Trồng trung an. Trung an giống trung nu nha. Trung an mốt bông lắm. Cái này gửi luôn chậu. Cái này nhìn nó cũng già cây đẹp. Xẹo nó xam nha các bạn, chứ nó liền chưa hết nó xam rồi. Có xẹo xam rồi nha. Quay mặt sau cho các bạn coi. Cái này giống như hình thú á, già cây dữ lắm. Cây nó cao khoảng 1 gang, cao khoảng 20. Tàn ngang nó 30. 35. Vậy cái đế đẹp. Trung an. Bơm nó trung. Dạ. Yeah.